Chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì đây, cái clip này mình sẽ quay cho bà con xem về cái mô hình trồng bơ ghép 2 năm có trái. Đây, đây cái bơ 2 năm có trái này. Con xem này, trống bơ này giống bơ ghép trái dài, hạt lép, bơm vàng, rất là sáng đó. 2 năm có trái, cái rất là sai. Đó, đây toàn bộ cái vườn bơ mình trồng xen giữa bơ ghép và bút tiêu, cà phê, sầu riêng. Thì bà con cứ xem thử, mình quay cận cảnh luôn. Trái rất là sai và đẹp. Da láng này nữa mình sẽ phun thuốc giữ trái để chống bị sâu rồi nó chết chưa quả nó hư á. Trái rất là sai. Mới 2 năm thôi thì lúa trái này sẽ đậu 100% thì trái rất lớn. Cái bơ ghép thì nó khó bị rụng trái lắm. Đây. Trái rất là sai. Đây, bên kia cũng là cái bơ ghép 2 năm rồi. Mình trồng một lứa hết nên nó rất là sai. Hai năm có trái bói và rất là đẹp rồi.